tìm được đấy rất đông để chờ đợi cú đầu giữa câu lạc bộ Borussia Dortmund và Cologne. Đấy. Và dù ra mới lùi được đống la đấy. Chúng có thêm một món quà nữa để dành cho quý vị và các bạn. Và khi mà chúng tôi đây đây đây. Đây. Nhanh với ông Nhật Bản, một trong những máy tổng hợp của bóng đá Cộng hòa Séc và cũng từng là cái cầu thủ nổi mẹ gì, cũng lên gần mẹ thêm. Làm trò cùng với một trăm người cũng còn ngoan ngoãn. Cảm ơn các bạn. Tôi là Giang Cô Lơ. Cảm ơn lười lắm. Lười. Anh đi chơi cho phết đấy. Xin chào Giang Cô Lơ. Nói đến anh thì để chúng tôi biết đó là anh chàng cao lớn, một gã khổng lồ thân sự. Bờ ngoài anh có ở Việt Nam không? Đồng người đã con tóc rồi đây. Các bạn Việt Nam ơi, tôi chúc các bạn nhiều sức khỏe.